chuyện đầu tiên rất là muốn là anh Hưng Thắng sẽ nói về một trong những cái chi tiết mà người ta đề cập đến trong một cái cuốn sách Anh Hưng Thắng là đàn em của Nam Cam. Câu chuyện đấy thực sự là nó như thế nào và anh có thể đính chính câu chuyện này sao? Mình cũng khi mà đọc cuốn Chân Trụi Bóng Đá Việt ấy, của anh Đăng Hoàng ấy, thật sự mình cũng rất là bất ngờ ở trong cái chuyện này. Tất nhiên ở những cái chuyện hoặc là những cái phóng sự hoặc là có thể người ta phải có những cái có thể hư cấu một cái nào nhỏ đấy để cho làm cho nó thi vị hơn. Nhưng mà mình nghĩ ở trong cái chuyện này anh Đặng Hoàng đi hơi xa ở trong chuyện này. Viết là ở trong một cái cuộc họp thì là khi để nói là làm vào cái công tác tổ chức đội bóng ấy. Thì có rất nhiều ý kiến nói là quyền lực đến ở trong đội bóng thế nào thì người nào thế này. Thế bảo tự mình tự đứng lên mình tự nhận bảo tôi là đàn em của Nam Cam, thế nên từ lúc đó là đội bóng các bạn bè hoặc là những cái lãnh đạo còn lại là sợ cũng dám làm gì tôi. Mình thấy sốc về chuyện này. Tất cả những cái người lãnh đạo như chú Thanh, chú Vinh hoặc là tất cả những cái đồng đội của mình hiện tại đấy vẫn đang có những người đấy là vẫn đang là ở Vinh hoặc là có thể ở những cái nơi khác, mà anh Đặng Hoàng có thể điện thoại, anh Đặng Hoàng có thể hỏi thăm cái chuyện này nó có thật thật hay không. Tất cả những các bạn có thể hỏi chú Vinh hoặc chú Thanh mình ở đội Sông Lam sống như thế nào, họ có thể trả lời mình ngay là có chuyện đó hay không. Vì người ta bôi nhỏ thì mình chưa sợ những cái gì cả, nhưng mà có thể những người khác đọc người ta không biết, người ta hiểu nhầm thì nó buồn khoảng rất nhiều người ngay sau không muốn tìm đến của ngay lập tức để hỏi anh Đặng Hoàng tại sao lý do gì anh viết như thế, cũng không có cơ hội. Minh Hải biết được có rất nhiều những anh em cũng cảm thấy khó chịu và cũng muốn là anh Hữu Thắng sẽ khởi kiện. Lúc đấy anh nghĩ như thế nào mà anh lại không làm như vậy ạ? Làm như một cái chuyện nó cho nó lớn hơn để mà gọi là gây ồn ào dư luận nên tất cả người ta chú ý đến mình, không đúng vào cái tính cách của mình. Thì tự nhiên nó không đúng thì cái tính cách của mình như thế, mà mình bảo tự nhiên là trong cuộc họp mình tự nhận đứng lên mà mình tự nhận là đàn em của một trùm xã hội đen thì nó lại càng không đúng với tính cách của mình nữa. Để mà đưa nhau ra tòa, để mà pháp lý cả một cái chuyện mà người ta viết một cái cuốn hồi ký như thế. Đôi khi mình chỉ cứ nghĩ là ở bên Tây, ở bên nước ngoài người ta mới hay có những cái chuyện đó, chứ ở Việt Nam mình nó rất khó mà rất nghĩ để mình đưa cái chuyện này ra, mình gần như mình không nghĩ đến. Nhưng mà mình buồn thật, mình làm những cái điều sai trái như thế thì đầu tiên là mình hổ thẹn về lương tâm đã. Còn sau này người ta suy nghĩ thế nào ngoài đời hoặc là lời thị phi ở trong cuộc đời mà nó sẽ thị phi, nó sẽ rất nhiều, kể cả sau này nó sẽ có nữa. Người thân họ cũng hiểu mình, nhưng bên cạnh đó chắc chắn là bên ngoài là cũng sẽ có một số người ta chịu một cái sức ép lớn từ xã hội. Nhưng mà nếu có cơ hội, như mà cơ hội như hôm nay, mình cũng có thể là nói lên được một điều rằng là có thể là anh Đặng Hoàng hoặc sau này có những người khác viết những cái hồi ký ở nghề nghiệp không phải là khác nhưng mà bóng đá, thì mọi thông tin cũng nên chính xác hết. Đừng có để những cái nó ảnh hưởng đến rất nhiều người sau những cái nơi nó không đúng sự thật như thế. Thì đấy là cũng là một cái cơ hội để cho mình nói cái điều đó. Đến bây giờ thì có thể nói là người ta đang xây dựng một cái hình tượng của Sông Lam Nghệ An. Tất cả những cái gì được gọi là nó thiếu chuyên nghiệp nhất người ta dồn cho Sông Lam Nghệ An. Và trong tận cùng của mọi câu chuyện, anh vẫn là người phải đứng ra chịu trách nhiệm, cho dù anh có mặt ở đó hay không. Những cái mà ở đâu đội bóng nào tôi nghĩ ở chưa bước lên chuyên nghiệp, hẳn như ở Việt Nam mình thì cũng sẽ có rất nhiều mảng tối ở đó sau đó. Và những cái mảng tối đó nó cũng đúng với những cái gì mà xã hội đang dần dần phát triển. Có những cái mà tiêu cực của mặt ngoài xã hội nó lén lỏi vào tất cả ở trong đội bóng ở Việt Nam, là những cái chuyện đó là nhiều đội bóng có, và cũng nhiều đội bóng càng sau này càng phát triển thì cái chuyện đó nó càng ngày càng không có hiện diện ở đó nữa. Nhưng mà ở cái thời kỳ chuyển giao tôi nghĩ là đội bóng nào cũng có, chứ không phải là riêng đội bóng Sông Lam. Rồi về sau một loạt thế hệ sau, ví dụ như là Huy Hoàng hay Văn Quyến, những người mà cũng đã dính vào những cái vấn đề khác của xã hội,
thì mọi người cũng lại nói về anh là đấy là em của anh Hữu Thắng, đấy là vì anh Hữu Thắng ngày xưa như thế này như thế kia. Thực sự là anh nghe được những cái câu như thế, anh cảm nhận như thế nào ạ? Mình cũng rất buồn thì buồn nhiều. Thì có một điều buồn cười đang tất cả những cái báo chí và dư luận nói là những cái việc làm của Quyến Vượng ở bên kia là có sự chỉ đạo của mình ở nhà ấy. Mình phải khẳng định một điều là từ trước tới giờ để mà mình bước chân vào đội bóng, bên cạnh đó mình có một người bố người mẹ là sống dạy cho con cái sống là phải đúng với nghĩa là phải đói cho sạch sẽ cho thơm. Để làm những cái điều này sai để mà có tiền hoặc là làm những cái điều gì có thể kiếm tiền bằng tất cả mọi cách không bao giờ có. Năm người con không bao giờ có cái chuyện đó. Xung quanh rất nhiều cám dỗ. Mình có thể là nhắm mắt một lần hoặc là mình có thể là một lần bước lầm đường, mình cũng có thể là có một cái số tiền lớn để mình giúp đỡ bố mẹ gia đình. Nhưng mà điều đó rất thật sự là rất may mắn là mình đã không một lần để làm cái chuyện đó. Vâng. Mình có thể dám khẳng định là tất cả những cái gì mà người ta nói với mình đó ấy, có thể là lời thì khi mình vẫn dám đứng, mình vẫn dám làm công việc, rồi mình vẫn có những cái để cho người khác sau này người ta nhìn nhận mình, người ta nói như thế họ có hổ thẹn với họ hay không. Thưa quý vị các bạn, là khi chúng tôi chuẩn bị làm chương trình này thì tôi nhận được một cuộc điện thoại của chú Hồ Thanh Cường, là một người Nghệ An hiện nay đang ở Cộng hòa Séc. Và chú là một fan của anh Hữu Thắng ngày xưa. Và chú có muốn hỏi anh Hữu Thắng một câu, là vì chú đọc được quá nhiều những cái câu chuyện, nó không biết là có đúng về anh hay không. Chú chỉ muốn hỏi một câu thôi, là trong suốt cả quá trình đi đá bóng của anh, đã bao giờ anh bắt tay với ai chưa ạ? Bắt tay là nghĩa thì... Bắt tay tức là theo cái kiểu là theo nghĩa tiêu cực. Đã bao giờ anh bắt tay theo nghĩa tiêu cực, kiểu dàn xếp hay là mua bán xin cho? Và đây là một người Nghệ An ạ. Mình dám khẳng định một điều là nếu như hiện tại mình đang đứng được ở trong làng bóng đá, mình đang còn nói được cầu thủ nghe, các cầu thủ sau này nghe mình hoặc là mình nói có một chút uy tín với cầu thủ đó, thế mình dám khẳng định một lần để mà mình làm sai một lần thôi, chỉ cần một lần duy nhất thôi là cầu thủ đã không bao giờ nghe mình rồi. Họ chỉ cần ví dụ trước mặt mình sẽ nói với họ có thể là rất là hay, những từ hoa mỹ, mình có thể nói với họ rất là ấy, họ gật đầu họ dạ, nhưng mà sau lưng người ta quay lại người ta bảo là ông cũng giống như thôi cái hồi xưa ông cũng ABC như thế, thì làm sao mà mình có thể nói được. Đà. Mà mình nói thế sau cảm thấy cái lương tâm của mình bảo là mình đạo đức giả, đúng không? Đà. Khi mà mình là một lần dùng chàm không bao giờ có thể là có thể rõ ràng mà rút ra được hết đấy. Đà. Mà cái dấu chàm nó không bao giờ xóa được hết đấy. Khi mà mình đã một lần gọi là từ chối được ấy, thì mình sẽ từ chối được mãi mãi. Dạ. Mẹ mình là một người bị bệnh tim rất nặng. Mà khi mà mình gặp bác sĩ lần đầu tiên thì bác sĩ nói bảo là những cái mà vui nhất cũng có thể là khiến cho mẹ mình mất đột ngột, những cái có thể buồn nhất cũng có thể là khiến cho mẹ mình mất đột ngột. Thế mình cũng có cái lý do gì, có thể vui thì có thể là con đá hoặc là thắng trận hoặc là được chọn vào đội tuyển, đó là một cái niềm vui của một người bố người mẹ. Nhưng mà nếu mà mình mà nghĩ mà để mà mình làm cái điều gì buồn nhất để cho mẹ mình có thể là gặp một cái tai nạn hoặc là mất đi, thì đó là một cái suốt cả cuộc đời mình có thể tha thứ được, thì mình tự hào mình làm được điều đó. Còn cái vấn đề mà liên quan đến lao lý, đến bây giờ mọi người đang cũng hiểu rất nhầm về cái câu chuyện mà lao lý. Anh có thể chia sẻ một chút những cái gì mà nó đã xảy ra với mình? Đến hiện tại giờ mình cũng không hiểu ra tại sao là mình có thể bị như thế. Nó chuyện xảy ra cách đấy đã 15 năm rồi, nhưng mà mình cứ nghĩ hiện tại như mới có xảy ra có 1-2 năm thôi. Mình còn nhớ rõ ràng là luật sư Phan Trung Hoài và những người lâm luật khác cầm cái đến cái hồ sơ mình bảo là làm như thế này mà bảo là bắt giam người ta để 13 tháng một ngày, bảo người ta đưa hối lộ, không bao giờ nghĩ ra là có thể quy kết được tội người ta. Luật sư Phan Trung Hoài còn nói một câu này, nếu như mà thắng, anh nói thẳng nhé, nếu mà em cầm tiền để mà đưa cho đội Nam Định đá thua đội Cảng Sài Gòn, rồi đội ngoài kia bọn em thắng Công an Thành phố Hồ Chí Minh thì bọn em vô địch, thì anh nói thật chứ không bao giờ cứu được em đâu. Em sẽ là một người vào đúng một cái án đưa hối lộ, mà tôi mà đưa hối lộ 300 triệu đấy thì thật sự là rất nặng đấy. Nó có thể là 12 năm trung thân tiền tử hình đấy, chứ không phải đơn giản đâu.
thì may mắn một điều là em bảo là em đưa cái tiền đó em thưởng cho đội cảng Sài Gòn làm sao để đá thắng Nam Định, còn ngoài kia bọn em đã thắng đội Công an Thành phố Hồ Chí Minh, đó là một cái điều mà rất may mắn cho em. Anh Hoài nói với mình thế đấy, tại vì mình không biết gì về luật đâu. Đúng. Tức là anh vẫn vô tội đúng không ạ? Anh vẫn chưa bị kết tội đúng không ạ? Không phải kết tội, không thể kết tội được mà không ra tòa một ngày nào hết. Đấy mới là điều quan trọng ạ. Đấy mới là điều em muốn hỏi. Đó là một cái điều mà đến hiện tại bây giờ mình vẫn nghĩ là một cái cơn ác mộng mà mình cũng không hiểu nổi tại sao ấy. Tại vì lúc này sau được ra ngoài ấy, thì cũng tìm tất cả những cái chứng cứ, tìm tất cả những cái lý do để làm sao mà gỡ tội cho mình ấy. Thì cũng có những cái mà như Minh Hải nói là ông tỷ phú Abramovich đã làm như thế. Bên cạnh đó giải vô địch quốc gia của Italia La Liga thì của Barcelona đá với Real Madrid thì Barcelona cũng muốn cho Betis ấy, cũng phải đá thắng đội Real để bên này Barcelona đá thắng đội khác. Vâng. Thì FIFA đưa ra cái luật đó trong người là cái chuyện này không khuyến khích nhưng mà cũng không cấm. Vâng. Đó là những cái điều người ta là muốn mọi cái là tốt đẹp chứ không phải là cho chiều hướng xã hội nó xấu đi. Vâng. Thì họ cũng không cấm, họ cũng không khuyến khích, nó không phạm luật. Vâng. Mình cũng đã bị tạm giam 13 tháng một ngày. Thì đó là một cái thời gian tăm tối nhất. Mà mình nghĩ sau này kể 6 ngày khi nghĩ lại mình vẫn cảm thấy đó là một cái thời gian mình gọi là mất nhiều nhất, chịu oan ức nhiều nhất. Ta nói một ngày ông tu bằng 1.000 ngày ở ngoài đúng không? Rất dài, nó rất dài mà nó cảm thấy mọi cái nó sụp đổ. Tại vì nếu những cái sự việc đó, mình làm những cái sự việc đó nó đúng thật sự, nó sai trái, hoặc là mình làm những cái điều gì gọi là trái với luân thường đạo lý, là cái đó mình phải chịu. Cái đó là mình phải chịu do việc mình phải gây ra. Nhưng mà cái việc mình làm đó là hoàn toàn nó không ảnh hưởng gì đến ai cả, mà hoàn toàn nó không gọi là không trái gì với những cái luân thường đạo lý ở bên ngoài đời. Thì tại sao mình phải ở đây? À, lúc ấy là mẹ mình mất rồi. Mẹ mình vừa mới mất đấy, rồi là xong là cuối năm là mình bị dính vào cái pháp luật đấy. Cái mà hy vọng cuối cùng của mình để mà mình phải nghĩ, mình phải tự đứng lên ấy, là còn một người bố của mình đang sống, à, người vợ của mình và người con của mình vừa mới sinh được mấy tháng. Thì đó là những cái mà lý do mà thúc đẩy ấy nhất, là mình bảo là không được gục ngã. Nếu mà mình chán nản ở trong tu mình hoặc tất cả mọi cái, nó sẽ hủy hoại đi cái tinh thần, nó sẽ hủy hoại đi cái bản chất và cái bản thân của mình. Tại vì cả bố cả mẹ là đều là những đảng viên mấy chục năm, rất tin tưởng vào tất cả những cái gì mà tốt đẹp nhất của xã hội. Thì khi mà con mình bị bắt vào thì không hiểu lý do gì con mình bị bắt. Và ông cụ vẫn hỏi thật là con có làm sai gì để con bị vào đấy nào? Nếu mà con làm sai chắc chắn là con không thể về gặp. Và cái cuộc sống của anh trong đấy thực sự nó như thế nào ạ? Sinh hoạt như thế nào? Điều kiện nó lúc đấy nó làm sao? Những người cán bộ ở trong ấy là họ hiểu cái sự việc. Họ là những người chịu quản lý những người bị bắt vào đấy. Họ không phải làm, có thể là minh oán cho mình, hoặc là họ chỉ quản lý mình thôi. Còn bên cạnh đó thì xung quanh những người mà cùng bị giam với mình ở, những người là họ rất hiểu. Học sĩ họ nghe cái câu chuyện của mình thì có rất nhiều người là giúp đỡ mình. Giúp đỡ nhiều đấy, có nhiều người cũng giúp đỡ bằng tất cả cái tình cảm của những người cùng đồng cảnh ngộ thôi. Chứ không phải là cái gì lớn lão hay khác, nhưng mà đồng cảnh ngộ mà giúp đỡ nhau một tí đó là một điều rất quý rồi. Khi mà họ nghe câu chuyện của mình, họ bảo nó không bao giờ nghĩ là mình bị vào đây cả. Và có một cái kỷ niệm nào đấy với những người bạn ở trong đó, hoặc là những cán bộ mà đến bây giờ anh vẫn còn rất là nhớ? Tức là khi mà bữa đêm mà trời mùa hè nóng quá mà không thể ngủ được ấy, thì có thể là phòng này hát cho phòng khác nghe. Vâng. Nhưng mà hát mà nói chuyện như thế là cũng là vi phạm ở trong cái chuyện đó. Thì có một hôm có một cái ông quản giáo ấy, ông mùa hè, nhưng mà hát vi phạm. Sáng có một ông, có một cái anh bạn ở trong phòng hát cho phòng khác nghe, ông bắt được một cái là ông cắt nước một tuần, ông không cấp nước vào cho ở trong cái phòng giáo đó. Một ngày bình thường của các anh nó sẽ diễn ra như nào? Phòng như thế là 8 mét vuông, 8 mét vuông cho 4 người, ngủ trên 2 cái bệ xi măng. 5 giờ thì họ bảo thức để dậy để thứ nhất là họ kiểm tra trong phòng,
thứ hai là nhận những cái giống kiểu nước sôi, gọi là nước sôi nhưng mà nước khoảng 70 độ để có thể pha mì tôm hoặc gì ăn đấy. Trong từ lúc đó thì là dậy xong làm vệ sinh cá nhân rồi bắt đầu là như mình thì mình bắt đầu mình tập thể dục, mình chạy tại chỗ rồi mình tập thể dục rồi mình hít đất rồi mình tập vùng tất cả mọi cái để mình làm sao là lấp đầy khoảng trống thời gian của một ngày. Wow. Có nhiều người họ vẫn ngủ được nhưng mà mình thì suy nghĩ rất nhiều việc ở ngoài, cho nên gia đình vợ con như thế nào, hiện tại như thế nào, có nhiều chuyện mà để cho mình phải háo lực, tổ trí. Cho nên mình cứ nghĩ nhiều lắm, cho nên cứ 6, 12 giờ ngủ. Và chắc chắn là sẽ có những cái đợt đi thăm nuôi của vợ anh sẽ rất là nhiều cảm xúc nhỉ? Không, vợ mình quản tiền ngay từ đầu là có đứa nhỏ là một, thứ hai là vợ mình không cho ra thăm, mình không nói. Gia đình ai đi thì được nhưng mà vợ con không được đi. Mình không muốn những cái chuyện đó ra để là gọi là những cái lúc mà tình cảm của vợ chồng hoặc con cái gặp nhau thì nó ảnh hưởng rất lớn đến cái tâm lý của mình ở trong đấy. Người nhà mình không cho đi, chỉ người cơ quan đến nó chu chiếm có đến một lần. Tại vì lúc ấy họ không cho người đến thăm. Năm tháng đầu họ không cho gặp người nhà, năm tháng đầu không được gặp. Sau này có người đến gửi, chỉ được gửi tiền vào 500.000 sống như một tháng ở đấy. Trong cái khoảng thời gian đấy anh nhận được một món quà từ một nhà báo, một chiếc áo đội tuyển Đức. Bác Vũ Công Lập, là người mà luôn luôn nhớ mình. Bác Vũ Công Lập luôn luôn tin mình không bao giờ có tội. Và những cái lúc mà bác Vũ Công Lập đi xem cái World Cup ở ngay tại Đức thì bác người đông đầu nghĩ đầu tiên là bác quý mình, bác mua cho mình một chiếc áo đội tuyển Đức. Bác bảo chờ thằng lúc nào thằng được ra khỏi tù tao sẽ trao cho thằng cái áo này. Mình rất cảm động. Mình phải nói hơi giống dài một tí, chú Lập là người rất hâm mộ đội thể công. Và chú bảo là luôn luôn là cái tinh thần của người lính là chú bảo là ở xuất hiện ở khắp mọi nơi. Mà chú xem mình đá thì thật cho chú bảo là mỗi lần mà thấy vào mình sẽ thấy máu lửa, chú bảo là chất người nghệ ghê quá. Chú đua mình bảo thế. Đến lúc chú gặp bảo thể công, chú bảo thắng ơi đá với thể công đá vừa thôi nhá, không được đá hết mình đâu nè, chú đùa thế. Chú mới bảo là chú tin chắc cháu là không có tội là thứ nhất. Thứ hai là với cái con người cháu mạnh mẽ thì chú nghĩ cháu không bao giờ gục ngã. Thì đó là những người mà người đặt cái niềm tin mà ấy, làm cho mình cảm động mà mình nhớ suốt cả một cuộc đời. Giờ hai chú cháu vẫn thỉnh thoảng điện thoại là nói chuyện với nhau lúc chú yếu hoặc là đấy là đi với nhau, là nói chung là một cái tình người chú trân trọng đáng quý. Anh đã nói đến rất nhiều đến gia đình. Và thực sự thì em cũng nghe thấy cái chuyện là từ bác gái đến bác trai mất cũng đều có những cái lời chăn trối cho anh. Và cũng đều phải nói là sức khỏe của các cụ là đập theo cái những cái sự kiện của anh. Mà nhà mình cũng có gen thể thao, bố mình cũng chơi bóng đá, rồi mẹ mình cũng chơi bóng chuyền. Đấy. Thì lúc mà mẹ mình theo nghiệp thể thao, mẹ mình hoàn toàn ủng hộ mình từ lúc mà gia đình khó khăn. Mình cũng nhắc lại cái chuyện này cũng chắc cũng nhiều lần ở trong cuộc đời của mình, ở trong bóng đá mình cũng nói rồi. Nhưng mà hôm nay cũng có một mình nhắc lại một cái là ví dụ như mà kiểu bóc lạc thì mỗi người là phải có một cái thùng to, thế phải bóc một ngày phải hết cả một cái thùng to ấy thì bao lâu mình được đi chơi, được đi đá bóng. Thì mình cứ bóc đến lúc mà 3 giờ cũng chưa hết được cái thùng lạc đó, mà 3 giờ là cái giờ mình phải đi tập đi chơi đá bóng thôi. Đấy còn một ít ở trong lạc này, mẹ cho con đi được không mà? Ừ, thôi được, con cứ để đấy để mẹ bóc cho con để con đi tập bóng đá. Thì nếu mà từng ấy lạc của mình thì sẽ kéo theo thời gian của mẹ mình phải 10, 11 giờ đêm có thể mới hết để được ngủ. Mà có nhiều lúc mình ngủ dậy 1-2 giờ sáng thấy mẹ mình vẫn cứ ngồi cầm cùi bóc lạc tiếp. Đó những cái mà suốt cả cuộc đời không thể quên được. Mà sau này đến lúc mình đi đá bóng thì khi mình có một chút điều kiện để giúp đỡ mẹ lại thì lúc ấy lại bệnh tình mẹ lại nặng hơn, thì để thật sự để mình giúp đỡ về mẹ nhiều ở trong cái chuyện bệnh tình không được nhiều. Thì ước mong của mình là mua nhà, mua đất để chuyển bố mẹ xuống đấy. Nhưng thật sự lúc ấy cũng chưa làm được. Đó là một cái điều cũng trăn trở chưa làm được. Mình là một người con mà hy vọng nhất để thành đạt thôi. Thì những lúc mà mình được lên đội tuyển, cũng điều rất mừng cho tự hào cho gia đình. Mẹ mình những lúc mà mình thi đấu thì thường thường là cụ không dám xem, nó chỉ bố mình xem thôi.
bố mình xem xong lại thông tin ra cho cụ mình ở đi bộ ở bên ngoài, tại vì bị bệnh tim, những cái lúc mà cao trào ở trong lúc vào hoặc là không vào ở trong bóng đá thì nó ảnh hưởng rất lớn. Lúc nào mà thắng chiến thắng, ví dụ như kiểu đi SEA Games năm 95 đấy, mà có những cái chiến thắng liên tục để mà mình vào đến tận chung kết ấy, thì là thường thường là bố mình là người thông báo cho mẹ mình ở phía bên ngoài, chứ không dám xem tivi. Đó là một cái mà có thể không bao giờ mình có thể quên ở trong cái cuộc sống được. Bố mình thì là người cũng giống như mẹ mình, ủng hộ mình ở bóng đá, nhưng mà người đàn ông mà khi mà con bì hoặc là bì tất nhau thì cái tình cảm có thể người ta không sâu ra ngoài, nhưng mà cái nỗi lòng ở trong thì người ta cảm thấy nó đau đớn nhiều hơn. Mẹ thì có thể khóc lóc hoặc là có thể là ngất lên ngất xuống vì con, nhưng mà bố thì có thể là chịu đựng theo một cách khác. Nhưng bố thì đau khổ nhiều hơn, tại vì là lúc mà anh bị 13 tháng một ngày đó là mẹ mất rồi, chỉ còn mỗi mình bố, thì bố là chịu đau khổ nhiều. Và em có nghe được một câu chuyện là sau khi mà anh thoát nạn thì bác đã nói rằng là rất mong muốn anh sẽ phải trở thành huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia. Khi mà mình được ra ngoài á, chạy cả đêm cả hôm, thì việc đầu tiên là mình phải chạy về bố mình đó. Sau này vợ con mình về sau. Lúc ấy thật sự mình cũng muốn nghĩ là mình quay lại bóng đá đó. Nhưng mà bố mình bảo là con nó không được buông. Mình mất ở đâu mình phải đứng đó. Đó là câu mình gọi là ngấm nhất ấy. Cũng may mắn là xong mình quay lại được về bóng đá hiện tại như giờ. Em đã nhìn thấy những giọt nước mắt của anh khi nhắc về gia đình. Có lẽ là một người đàn ông như anh Hữu Thắng, đối thủ mạnh bằng mấy, gian nan mạnh bằng mấy mình cũng không sợ. Nhưng nhắc về gia đình nó sẽ là một câu chuyện lớn. Cái này hỏi hơi xấu quá thôi nhân. Tiếp tục câu hỏi vừa rồi, lời trăn trối cuối cùng của bố dành cho anh là gì? Ông ra đi rất thanh thản, vui. Tất cả những cái chuyện gì mà ước mong đó là được thành sự thật. Tất nhiên bố mẹ ra đi là một cái điều rất buồn cho con cái, nhưng mà khi mà ra đi thanh thản này, rồi anh đã mua nhà này, ông về ở với anh này, rồi phụng dưỡng ông những cái tháng ngày tháng nó có thể cuối đời này. Ui, về đây. Nhưng khi mà thấy con được làm huấn luyện viên đội Sông Lam rồi ấy, chứ cái lúc ấy mà ông mất đi thì anh mới lên làm đội tuyển. Nhưng mà anh nghĩ chắc chắn ở phía bên kia thì chắc là bố mẹ anh sẽ hài lòng về chuyện này. Chứ khi mà anh quay lại rồi anh làm được đội Sông Lam vô địch ấy, đó là cái điều mà gọi là ông vui nhất ở trong cuộc đời của ông. Và khi anh làm huấn luyện trưởng của đội tuyển quốc gia, em để ý rất rõ. Lúc mà anh bước vào trong cái buổi huấn luyện đầu tiên với tư cách của huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia, anh ngước mắt lên trời, anh để hai tay như này, và lúc đấy thực sự anh đã khóc. Đấy là lần đầu tiên em nhìn thấy anh khóc. Cái này đó cũng cái cảm xúc của mình cũng tốt thôi, nhưng mà cái đó mình lúc ấy mình nghĩ về người bố của mẹ, người mẹ nhìn đó là cái mà mình đều có thể làm được. Tất nhiên là muốn những cái thành công đến cho để cho cuộc đời của con cái nó muốn thành công, nhưng mà cái quan trọng nhất là với những cái gì mà người bố người mẹ mình hy vọng của mình ấy, thứ nhất là tính cách của con, rồi lối sống, rồi tất cả những cái nói chung là đã dạy dỗ mình như thế là mình có thể là gần 80% mình thực hiện được. Tức là bố mẹ rất tin tưởng ở cái tính là thẳng thắn, cương trực, rồi sống luôn luôn ở tìm đúng cái lẽ phải của mình. Thì mình mong mà mình hiểu, và mình cũng nghĩ là bố mẹ mình hiểu mình được cái điều đó. Có lẽ là đây là chương trình mà anh nói sâu nhất về câu chuyện của mình. Và thực sự thì Minh Hải rất là cảm ơn anh vì anh đã tin tưởng và lựa chọn Minh Hải để chia sẻ câu chuyện này. Kính thưa quý vị, là chương trình này chúng tôi cũng chỉ mong muốn mang lại một lát cắt về huấn luyện viên Hữu Thắng, một người mà như các bạn đã được nghe. Minh Hải đã đặt câu hỏi, anh Hữu Thắng đã trả lời. Còn phần cuối cùng, quan điểm của các bạn như thế nào, đấy là phụ thuộc vào các bạn. Và một lần nữa xin được chúc anh Hữu Thắng luôn luôn mạnh khỏe và tiếp tục con đường mà anh đã lựa chọn, và cũng lại mang lại cho bố mẹ niềm tự hào, sự tin tưởng. Cảm ơn anh rất nhiều.